Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 26 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin thị trường quyền lực Tô Lâm đang lên giá. Thủ tướng Việt Nam ông Phạm Minh Chính vừa nhắc ông Tô Lâm khẩn trương điều tra để đưa ra xét xử các vụ án này đảm bảo nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Gió đã đổi chiều, ông Tô Lâm đang lên giá. Nhà báo Trần Văn đã nhận định về vai trò và vị trí của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trong bối cảnh hai vụ đại án của công ty sản xuất test nghiệm Việt Á, Dởm và Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao ăn hối lộ hàng triệu đô la trong những chuyến bay giải cứu công dân và người ra phải mua với giá cắt cổ. Bài viết mang tựa đề Thị trường quyền lực Tô Lâm đang lên giá. Bộ Giao thông Vận tải vừa loan báo đã chỉ đạo những cơ quan hữu trách của Bộ khẩn trương tổng hợp và báo cáo các thông tin, tài liệu liên quan về các chuyến bay đưa công dân về nước. Sau khi Bộ Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đề nghị Bộ Giao thông Vận tải phục vụ công tác điều tra. Đây là hình ảnh 4 quan chức Bộ Ngoại giao Việt Nam bị bắt về tội nhận hối lộ liên quan đến chuyến bay giải cứu. Nói một cách khác, sau khi Bộ Ngoại giao bị đẩy vào thế phải phân bua, sai phạm đến đâu xử lý đến đó, theo đúng quy định của pháp luật, không bao che, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Vì 4 viên chức lãnh đạo của Cục lãnh sự cũng bị khởi tố do tội nhận hối lộ. Giờ thì đến lượt Bộ Giao thông Vận tải ấp úng rằng chỉ thực hiện vai trò phối hợp, chịu trách nhiệm chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam triển khai cho phép bay, kế hoạch phục vụ các chuyến bay theo kế hoạch giải cứu công dân được Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao phê duyệt trên cơ sở ý kiến thống nhất của các bộ, ngành liên quan. Thông cáo của Bộ Giao thông Vận tải gửi cho các cơ quan truyền thông sau khi cơ quan an ninh điều tra dùng các cơ quan truyền thông loan truyền là Bộ Giao thông Vận tải là đối tượng điều tra, cho thấy Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam đang kêu oan. Đó là Bộ Giao thông Vận tải không được giao trách nhiệm trong việc đánh giá tổng hợp nhu cầu, phê duyệt danh sách công dân, cấp phép cho các doanh nghiệp tổ chức các chuyến bay giải cứu, chuyến bay combo. Và trong việc tổ chức đưa công dân Việt Nam về nước giữa đại dịch, Bộ này chỉ là phối hợp rất tích cực với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng trong công tác bảo hộ công dân. Về lý thì Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông Vận tải nói chung không thể vô can trong scandal bay giải cứu vốn đã lùm xùm suốt từ năm 2020 cho đến tận đầu năm 2022. Dù muốn hay không, chuyện Bộ Công an khởi tố vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Cục lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao dính dáng đến việc điều động các phương tiện vận tải hàng không thuộc Bộ Giao thông Vận tải vẫn đặt các ủy viên Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam đang lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Bộ Giao thông Vận tải vào tình thế nguy hiểm đến sinh mạng chính trị của họ. Ít nhất cũng là trách nhiệm liên đới mà người đứng đầu không thể thoái thác. Đây là hình ảnh các chuyến bay giải cứu cắt cổ được dư luận viên tô vẽ với những câu khẩu hiệu như một Việt Nam ngạo nghễ, một Nam Châu hay bay thẳng vào tâm dịch để đón đồng bào chỉ có thể là Việt Nam và tự hào quá Việt Nam ơi. Tương tự, các ủy viên của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đang hay từng lãnh đạo của Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng, v.v. cũng trong tình thế nguy hiểm đến sinh mạng chính trị. Y hệt như vậy khi Bộ Công an khởi tố rồi tiến hành điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại công ty Việt Á và một số CDC, song chưa hề cho thấy muốn giờ tới những cơ quan và cá nhân giúp công ty Việt Á gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Đã là đề ra chủ trương hỗ trợ chi phí nghiên cứu, lập liên doanh nghiên cứu, v.v. Nhìn một cách tổng quát, rõ ràng ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an là nhân vật có quyền quyết định mở rộng điều tra những vụ án vừa đề cập đến mức nào và đang nắm trong tay sinh mạng chính trị nhiều đồng liêu, đồng đảng, cũng như những nhóm có quan hệ mật thiết với những đồng liêu, đồng đảng này. Cơ quan an ninh điều tra thuộc quyền ông Tô Lâm có làm rõ những dấu hiệu vốn đã rất rõ về sự dính líu với nhiều nhân vật cao cấp hơn những cá nhân đã bị tống giam hay không, dường như không phụ thuộc vào khả năng điều tra mà phụ thuộc vào ý chí chủ quan của ông Tô Lâm. Họ vẫn nói rằng sai phạm đến đâu, xử lý đến đó theo đúng quy định của pháp luật, không bao che, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Không phải là sản phẩm do Bộ Ngoại giao mới sáng tác. Đây là hình ảnh ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam.
Đó cũng là cam kết gần đây những viên chức đứng đầu hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam thường đơn ca, đôi khi là đồng ca. Tuy nhiên, ca từ có phản ánh đúng thực tế hay không lại là chuyện khác. Nếu ông Tô Lâm thật sự muốn xem xét, xử lý nghiêm minh những cá nhân phải chịu cả trách nhiệm trực tiếp lẫn gián tiếp như bài ca ấy, ông không thể bỏ qua chính ông. Ai cũng biết lực lượng an ninh nhân dân của Bộ Công an có mặt khắp mọi nơi. Nếu tính theo tỷ lệ, chắc chắn nhân sự của lực lượng này trong các cơ quan đại diện chính quyền ở Việt Nam, bên ngoài Việt Nam, bao gồm cơ quan ngoại giao, đặc biệt là cơ quan tình báo v.v. không hề nhỏ. Muốn biết nhân sự của lực lượng an ninh nhân dân đa dạng cỡ nào, khả năng chi phối hoạt động của các cơ quan ngoại giao ra sao, cứ tra cứu những thông tin mà cơ quan điều tra của một số quốc gia châu Âu công bố sau khi xảy ra scandal bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại Đức. Thế thì tại sao Bộ Công an không hành động từ lúc đồng bào bị kẹt ở nước ngoài rên xiết như vậy? Và liệu cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an có yêu cầu lãnh đạo Bộ Công an khẩn trương tổng hợp và báo cáo các thông tin tài liệu liên quan về các chuyến bay đưa công dân về nước mà lực lượng an ninh nhân dân của Bộ Công an ghi nhận từ cuối năm 2020 đến đầu năm 2022 hay không? Và dư luận cho rằng chắc chắn là không. Mà không thì làm sao có thể xác định được cả hiệu quả hoạt động lẫn trách nhiệm của lực lượng an ninh nhân dân cũng như lãnh đạo Bộ Công an trong thu thập xử lý những thông tin không chỉ vi phạm pháp luật mà còn khiến nhân dân suy giảm niềm tin, tạo cơ hội cho các thế lực thù địch lợi dụng. Đây là hình ảnh ông Chu Ngọc Anh với cương vị là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp kinh phí 19 tỷ đồng cho Việt Á cùng Học viện Quân y nghiên cứu sản xuất bộ kit xét nghiệm rởm. Sau đó cũng chính Bộ Khoa học và Công nghệ đăng tin rằng Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã chấp nhận cho bộ kit xét nghiệm này. Và cũng vì sao công an cũng làm thinh suốt từ cuối năm 2020 đến tận đầu năm 2022 khi bay giải cứu đã trở thành vấn nạn mà nhân dân, đặc biệt là những đồng bào bị kẹt ở ngoại quốc, liên tục kêu gào xin làm rõ. Và vì sao giữa năm ngoái đã có vô số bằng chứng cho thấy rằng thần tốc xét nghiệm trên diện rộng có gian ý bị lợi dụng mà Bộ Công an lại án bình bất động đến như vậy? Giá của ông Tô Lâm từng giảm lần ít lần nhiều vì liên đới trách nhiệm trong nhiều scandal về vụ công ty Bình Phong của Bộ Công an tổ chức đánh bạc online, vụ xác định tài liệu mobile phone mua cổ phần của công ty AVG là mật, vụ tổ chức bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ngay tại Đức, vụ tấn công vào Đồng Tâm, Mỹ Đức giết chết đảng viên lão thành cách mạng Lê Đình Kình, v.v. Giá của ông Tô Lâm rớt xuống tận đáy với chuyện thưởng thức bỏ rát vàng gần đây. Sau scandal bỏ rát vàng đã xảy ra hồi đầu tháng 11 năm 2021, lúc sự căm phẫn và khinh bỉ của dân chúng đối với cá nhân ông Tô Lâm nói riêng và đảng và nhà nước Việt Nam nói chung dâng cao. Hạ tuần tháng 11 năm 2021, một vài ủy viên Bộ Chính trị đột nhiên tuyên bố khơi khơi: nếu cán bộ có khuyết điểm, sai lầm, uy tín giảm sút thì trước hết là khuyến khích từ chức. Đồng thời cũng phải tạo ra áp lực chính trị của tổ chức đảng, cơ quan để cán bộ từ chức khi uy tín giảm sút, không chờ hết nhiệm kỳ. Đây là hình ảnh bữa ăn tiệc rát vàng, bỏ rát vàng của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm với có tướng Tô Ân Sô đang hứng thú quay video trị giá nhiều ngàn đô la. Nửa tháng sau, trung tuần vào tháng 12 năm 2021, tướng Tô Ân Sô, người cùng thưởng thức bỏ rát vàng với ông Tô Lâm, công bố các quyết định biến công ty Việt Á thành một scandal, cũng như các thông tin biến nhiều đồng liêu, đồng đảng thành tội phạm dự bị. Thêm một tháng nữa, đột nhiên bay giải cứu đã trở thành đối tượng bị điều tra. Dẫu hai cuộc điều tra này cho thấy hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam thối rữa từ gốc đến ngọn, nhưng vẫn khiến vai trò, vị trí của ông Tô Lâm cả trong hệ thống chính trị, hệ thống công quyền lẫn trong mắt công chúng khác hẳn trước đó một tháng. Ông Phạm Minh Chính cũng là ủy viên Bộ Chính trị như ông Tô Lâm, nhưng là thủ tướng thượng cấp của Bộ trưởng Bộ Công an, nhân vật về lý không thể thoái thác trách nhiệm trong cả hai scandal là Việt Á và bay giải cứu, đã rất vui vẻ đứng sang một bên làm quan sát viên, vừa biểu dương lực lượng công an đã phát hiện, khởi tố điều tra cả scandal Việt Á lẫn scandal bay giải cứu, vừa nhắc ông Tô Lâm khẩn trương điều tra để đưa ra xét xử các vụ án này, đảm bảo nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Gió như vậy đã đổi chiều, ông Tô Lâm đang lên giá.
Kính mời các bạn xem bản tin "Tôi chỉ thấy nước Nga của Putin rệu rã và cố tham vọng". Dự báo chiến tranh đang gần kề ở biên giới giữa Nga và Ukraine khiến châu Âu dường như sống trong lo lắng và căng thẳng. Dưới góc nhìn từ Ba Lan, nhà văn Trần Quốc Quân có bài bình luận về trạng thái này đã được đăng tải với tựa đề "Từ Ba Lan nhìn sang Ukraine, nghĩ về Nga và những người Việt sùng bái Putin". Mấy ngày nay, lo Nga tấn công Ukraine, cơ quan NATO và Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Kiev đã chuyển trụ sở về và nhân viên về thành phố Lviv làm việc. Thành phố Lviv, miền Tây Ukraine gần biên giới với Ba Lan. Ba Lan và Ukraine là hai quốc gia vừa là láng giềng với chiều dài biên giới chung 530 km, vừa có huyết thống của người Slovak cổ, vừa có lịch sử gắn bó lâu đời. Đây là hình ảnh bản đồ của Nga có thể tấn công Ukraine theo 7 hướng do Bộ Quốc phòng Anh đăng tải. Dân số hai nước tương đương với nhau, Ba Lan 37 triệu người, Ukraine 41 triệu người. Nhưng lãnh thổ của Ba Lan chỉ bằng một nửa của Ukraine. Ba Lan là 312.000 km2, Ukraine là 604.000 km2. Về mặt chính trị, Ba Lan hiện là quốc gia tiền đồn phía đông của khối quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO, giáp với Belarus, đồng minh của Nga. Gần như chắc chắn Ba Lan sẽ trở thành hậu phương phương Tây quan trọng nhất của Ukraine nếu chiến tranh giữa Nga và Ukraine nổ ra. Ba Lan hiện là thành viên của Liên minh châu Âu và NATO. Tuy Ukraine chưa phải là thành viên của hai tổ chức quốc tế này, nhưng Ba Lan và Ukraine vẫn có mối quan hệ tương hỗ khá mật thiết về chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. Những năm gần đây có khoảng 1,5 triệu người Ukraine sống và làm việc tại Ba Lan. Theo đánh giá của Thủ tướng Ba Lan, lao động người Ukraine hàng năm đóng góp khoảng 0,5% tăng trưởng GDP của Ba Lan. Đang thiếu nguồn nhân lực trầm trọng nên đất nước Ba Lan cũng rất cần nguồn lao động, trí thức, tay nghề cao, lại gần gũi về chủng tộc, văn hóa và tôn giáo từ Ukraine. Vào ngày 15 tháng 2 năm 2022, chính phủ Ba Lan tuyên bố sẵn sàng mở cửa để đón nhận hàng triệu người tị nạn từ Ukraine nếu chiến tranh giữa Nga và Ukraine bùng phát. Gần đây, nhân chuyến thăm Kiev của bà Liz Truss, Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Anh, ba nước Anh, Ba Lan và Ukraine đã ký kết một liên minh an ninh ba bên nhằm ngăn chặn sự hung hãn của Liên bang Nga. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Anh Liz Truss. Văn bản đã có được Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh công bố trên mạng hôm 17 tháng 2 năm 2022 khi bà Truss đang có mặt ở Kiev và sắp sang Warsaw để thảo luận tiếp về an ninh vùng và gọi đây là nghị định thư về hợp tác ba bên. Sắp tới, liên minh này có thể có thêm ba nước Cộng hòa Baltic thuộc Liên Xô cũ, bây giờ đang là thành viên của khối quân sự NATO. Trong trường hợp Nga tấn công Ukraine, thì các nước thành viên NATO sẽ không động binh trực tiếp vì điều này dễ dẫn đến chiến tranh với Nga, như Tổng thống Mỹ Biden bày tỏ sự lo ngại. Thay vào đó, NATO sẽ cung cấp ồ ạt vũ khí cho Ukraine, mà chắc chắn là qua biên giới Ba Lan và Ukraine sẽ là cửa ngõ chính để NATO đưa vũ khí vào chiến trường Ukraine. Trong bối cảnh căng thẳng giữa phương Tây và Nga về Ukraine, vào ngày 18 tháng 2 năm 2022, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đã chấp thuận bán 250 xe tấn công Abrams trong gói hợp đồng trị giá 6 tỷ đô la cho Ba Lan để giúp Ba Lan đối phó với những mối đe dọa hiện nay và trong tương lai ở châu Âu. Đây là một trong những hợp đồng vũ khí quan trọng nhất trong lịch sử của Ba Lan, là một thời kỳ mới rất quan trọng đối với an ninh quốc gia và là sự tăng cường rất quan trọng khả năng phòng thủ của Ba Lan. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Marius đã tuyên bố như vậy với báo chí. Giữa lúc căng thẳng giữa Nga và Ukraine đang leo thang, Mỹ quyết định đưa thêm quân và vũ khí đến Ba Lan để trấn an đồng minh tuyến đầu NATO này. Một quan chức cấp phòng cấp cao của Mỹ vào ngày 11 tháng 2 cũng cho biết thêm 3.000 binh sĩ thuộc sư đoàn dù số 82, lực lượng phản ứng nhanh của Mỹ những ngày tới sẽ rời căn cứ để đến Ba Lan. Binh sĩ Ukraine bên cạnh hàng loạt chiếc xe bọc thép vào ngày 15 tháng 1 năm 2018. Chiến tranh, và rồi thì sao nữa? Mặc dù tình hình biên giới giữa Nga và Ukraine gần một tháng nay nóng lên từng ngày, nhưng cuộc chiến tranh tổng lực dự kiến giữa hai nước láng giềng
của Ba Lan hầu như chỉ diễn ra trong đầu các nhà lãnh đạo và trên các diễn đàn chính trị của quốc gia Ba Lan mà như chưa hề có trong cuộc sống thường ngày. Ở thủ đô Warsaw, siêu thị vẫn tấp nập người, tham gia giao thông công cộng vẫn hối hả. Quán xá, nhà hàng vẫn đông vui và rất ít ai hỏi nhau về tình hình đang căng thẳng phía bên kia biên giới. Nga và Ukraine đang bên bờ vực chiến tranh, nhưng lúc này việc đó không phải là mối bận tâm của cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan. Đối với họ, tỷ lệ lạm phát do Cục Thống kê Ba Lan công bố tăng cao, cũng như giá điện nước và giá thực phẩm tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến bữa ăn và cuộc sống hàng ngày của họ, đáng lo lắng hơn rất nhiều. Đang sống trong tầm ngắm của tên lửa và bom đạn, trong mối đe dọa quân đội Nga tràn qua đánh chiếm bất cứ lúc nào, nhưng những người bạn tôi ở thủ đô Kiev của Ukraine hay thành phố Kharkiv biên giới với Nga không hề tỏ ra hoảng loạn. Thậm chí nhiều người còn thờ ơ, bởi hầu hết trong số họ đều không tin rằng chiến tranh sẽ xảy ra. Khi tôi hỏi có ý định sơ tán lánh nạn ở đâu hay không, các bạn ở Ukraine đều trả lời không. Và cuồng Putin, bạn là ai là câu hỏi mà dư luận cũng đặt ra. Lạ là chiến tranh giữa Nga và Ukraine chưa xảy ra trên chiến trường, nhưng lại đang diễn ra khá ác liệt trên truyền thông và mạng xã hội Việt Nam. Nhóm ủng hộ Nga và Putin ở Việt Nam mà nòng cốt là bộ phận cựu du học sinh Liên Xô cùng một số dư luận viên cuồng tín ở Việt Nam thì múa bàn phím hô hào quân đội Nga tiến chiếm Ukraine, một nước Cộng hòa hơn 30 năm trước còn là anh em trong đại gia đình Liên bang Xô Viết. Một số kẻ còn hung hãn đòi làm cỏ thủ đô Kiev của Ukraine. Đây là hình ảnh vệ tinh cho thấy các đơn vị thiết giáp của Nga diễn tập gần khu huấn luyện Pokonos gần Voronezh vào ngày 26 tháng 11. Các bài viết về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine của truyền thông được gọi là chính thống ở Việt Nam những ngày qua đa phần ủng hộ Nga và Putin. Có nhiều nguyên nhân, hoặc là bởi chính sách của tuyên giáo quy định như thế, không thể viết khác. Hoặc đó là chính là tư duy, nhận thức của người viết thế, không thể viết khác. Rất lạ là Việt Nam có nhiều người không du học Nga mà du học ở một trong 14 nước Cộng hòa, còn lại thuộc Liên Xô cũng tham gia trong nhóm ủng hộ Nga và Putin. Cũng rất lạ là Việt Nam có một số người du học Ukraine chứ không phải du học của Nga cũng tham gia trong nhóm ủng hộ Nga và Putin. Rất lạ là ở Việt Nam có nhiều người chưa từng đặt chân tới Nga cũng như Liên Xô, họ có thể không yêu Nga cũng chẳng ghét Ukraine, chỉ vì họ yêu chế độ Cộng sản Việt Nam, ghét Mỹ, ghét phương Tây mà tham gia nhóm ủng hộ Nga và Putin. Trong số những người ủng hộ Nga và Putin ở Việt Nam, đa phần không phân biệt được nước Nga và Putin là hai chủ thể khác nhau. Nước Nga của nhân dân Nga, nước Nga không phải là của riêng Putin. Tôi yêu đất nước Nga, dân tộc Nga, con người Nga và văn hóa Nga. Con rể tôi cũng là người Nga gốc Petersburg, nhưng tôi ghét độc tài tham quyền cố vị Putin. Putin không vì lợi ích dân tộc Nga và đất nước Nga, Putin chỉ vì lợi ích bản thân. Quyền lực của Putin và chủ quyền quốc gia của Ukraine ra sao? Tổng thống Nga Putin đang đẩy quan hệ giữa Nga và Ukraine đến bên bờ miệng hố chiến tranh với lý do buộc Mỹ, phương Tây và NATO phải đảm bảo an ninh cho nước Nga với những cam kết như NATO không được kết nạp Ukraine làm thành viên khối quân sự này. NATO không được tăng cường trang bị vũ khí và đặt tên lửa hạt nhân tại các nước Trung và Đông Âu. Thậm chí Putin còn đòi NATO phải trở lại nguyên trạng trước 1997, tức là NATO phải rút hết quân số và vũ khí khỏi các nước Đông Âu được kết nạp vào tổ chức này sau năm 1997 như Ba Lan, Czech, Slovakia, Romania, Bulgaria và ba nước Cộng hòa vùng Baltic. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Nga Putin. Để bảo vệ quyền lợi và quyền tự quyết của các quốc gia, Mỹ và các nước phương Tây cương quyết bác bỏ các đòi hỏi hết sức trịnh thượng và cực kỳ phi lý của Putin. Thực trạng hiện nay, các tên lửa mang đầu đạn hạt nhân bay từ ba nước Cộng hòa Baltic, Ba Lan hay tàu ngầm hạt nhân trên biển Bắc đến Moscow chẳng lâu hơn bay từ Ukraine. Bài toán của Putin không muốn Ukraine tham gia khối quân sự NATO thực chất là nếu Ukraine tham gia NATO thì Ukraine thực thi chủ quyền với bán đảo Crimea mà Nga đã cưỡng chế trái phép. Và với hai nước Cộng hòa tự xưng là Donbass thuộc chủ quyền của Ukraine thì Nga không có cửa can thiệp.
Vì quy chế của NATO là nước nào xâm phạm chủ quyền của một nước thành viên của NATO, thì NATO có nghĩa vụ và trách nhiệm phải bảo vệ. Cũng theo Hiến chương Liên Hợp Quốc, Nga và Ukraine là hai quốc gia có quyền tự quyết như nhau và hoàn toàn bình đẳng trước luật và thông lệ quốc tế. Nga không thể lấy quyền nước lớn để buộc Ukraine cũng như Mỹ và các nước phương Tây không được làm thế này mà phải làm thế kia theo sự áp đặt của Nga. Thật dễ dàng nhận thấy rằng Putin không muốn thả Ukraine vào thế giới dân chủ phương Tây và muốn kìm giữ Ukraine trong vòng cương tỏa của nước Nga, tuy đang rất rệu rã. Phải chăng tham vọng khôi phục đế chế Nga với sự thống trị của đại đế Sa Hoàng Nga đang là giấc mơ cháy bỏng và hoang tưởng của nhà độc tài Putin?